Các em thân mến, chào mừng các em đến với buổi học hôm nay. Những tiết toán trước, các em đã biết thực hiện phép cộng và phép trừ số đo thời gian. Tiết toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép nhân số đo thời gian qua bài 126, nhân số đo thời gian với một số, trang 135. Để học bài này, các em cần chuẩn bị đồ dùng học tập như sách giáo khoa, giấy nháp, bút viết và thước kẻ để thực hành cùng cô nhé. Sau bài học này, các em cần đạt được những nội dung quan trọng sau. Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số, vận dụng để giải một số bài toán có nội dung liên quan, cụ thể là bài tập 1, sách giáo khoa, trang 135. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học. Các em hãy mở sách giáo khoa, trang 135. Và cùng cô đọc ví dụ 1. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi, người thợ đó làm 3 sản phẩm như thế, hết bao nhiêu thời gian? Bây giờ chúng ta cùng nhau tóm tắt xem bài toán cho ta biết gì và đề bài hỏi gì. Bài toán cho ta biết một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Và người ta hỏi, người thợ đó làm 3 sản phẩm như thế, hết bao nhiêu thời gian? Theo các em, để giải bài toán này, ta sẽ thực hiện phép tính gì? Các bạn đã đoán ra được rồi đấy, đó là phép tính nhân. Ta sẽ lấy thời gian để làm một sản phẩm là 1 giờ 10 phút, nhân với số sản phẩm là 3, thì ta sẽ biết được thời gian làm 3 sản phẩm là bao nhiêu. Đây là phép nhân số đo thời gian với một số. Thế thì cách thực hiện phép tính này như thế nào? Các em hãy quan sát và thực hành theo hướng dẫn của cô nhé. Bây giờ các em hãy mở giấy nháp và cầm bút viết lên tay để thực hiện cùng cô nào. Để thực hiện phép nhân này thì ta phải đặt tính. Ta sẽ đặt tính như sau. Ta sẽ đặt thừa số thứ nhất là 1 giờ 10 phút lên trên. Nhân với thừa số thứ hai là 3 ở dưới. Các em lưu ý phải đặt tính thẳng hàng giống như trên màn hình nhé. Rồi sau đó ta sẽ nhân lần lượt từ phải sang trái. Lấy 3 nhân với 10 phút và lấy 3 nhân với 1 giờ. Cuối cùng viết thêm đơn vị đo thời gian vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Cô lấy 3. Nhân với 0 thì bằng 0, cô viết 0. Cô lấy 3 nhân với 1 thì bằng 3, cô viết 3. Sau đó viết lại đơn vị phút xuống. Cô vừa thực hiện xong phép nhân với đơn vị phút. Tiếp theo cô thực hiện phép nhân với đơn vị giờ. 3 nhân với 1 thì bằng 3, cô viết 3. Rồi viết lại đơn vị giờ xuống. Vậy, 1 giờ 10 phút nhân 3 sẽ bằng 3 giờ 30 phút. Người thợ đó đã làm 3 sản phẩm như thế hết 3 giờ 30 phút. Như vậy, ta vừa thực hiện xong phép nhân số đo thời gian với một số qua 2 bước. Bước 1, đặt tính. Bước 2, thực hiện phép tính. Nhân từng loại đơn vị từ phải sang trái. Rất là đơn giản đúng không các em? Để biết thêm cách nhân số đo thời gian với một số, ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ 2. Cô và các em hãy cùng nhau đọc đề nào. Mỗi buổi sáng, Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ, Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi, mỗi tuần lễ, Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Đầu tiên ta sẽ tóm tắt để biết bài toán cho ta biết gì và bài toán hỏi gì. Đề bài cho ta biết, mỗi buổi sáng, Hạnh học ở trường 3 giờ 15 phút. Hay nói cách khác, một buổi, Hạnh học 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ, Hạnh học ở trường 5 buổi. Và bài toán hỏi, Hạnh học 5 buổi như thế thì hết bao nhiêu thời gian? Thế thì để giải được bài toán này, ta cũng phải thực hiện phép tính nhân. Đó là lấy thời gian
một buổi học nhân với số buổi học, tức là lấy 3 giờ 15 phút nhân với 5. Để thực hiện phép tính này, ta cũng sẽ đặt tính tương tự như ví dụ 1. Ta sẽ viết thừa số thứ nhất là 3 giờ 15 phút phía trên và thừa số thứ hai là 5 ở phía dưới. Sau đó tính từ phải sang trái tương tự như ví dụ 1. Nào, các em hãy tạm dừng video để thực hiện phép tính vào vở nháp. Sau đó bật lại video để kiểm tra kết quả và tiếp tục theo dõi bài học nhé. Cô mời các em. Các em đã thực hiện phép tính xong rồi đúng không nào? Chúng ta cùng kiểm tra lại nhé. Kết quả của phép nhân 3 giờ 15 phút nhân với 5 là 15 giờ 75 phút. Cô nghĩ là có nhiều bạn có cùng đáp án với cô đó đúng không nào? Cô có lời khen các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ nêu lại cách tính và các bạn hãy nhẩm theo để ghi nhớ kỹ hơn nhé. Ta sẽ thực hiện tính từ phải sang trái. 5 nhân với 5 thì bằng 25. Cô viết 5 nhớ 2. 5 nhân với 1 bằng 5, thêm 2 là 7. Cô viết lại đơn vị phút xuống. Tiếp theo, cô lấy 5 nhân 3 thì bằng 15. Cô viết 15, rồi viết đơn vị giờ xuống. Ta được kết quả là 15 giờ 75 phút. Các bạn hãy chú ý kết quả mà ta vừa tính được. Ta thấy 75 phút này có thể đổi ra đơn vị giờ. Vì 1 giờ thì bằng 60 phút, mà ở đây là 75 phút. 75 phút này lớn hơn 60, nên ta phải đổi 75 phút ra giờ và bằng 1 giờ 15 phút. Sau đó ta sẽ lấy 1 giờ này cộng với 15 giờ và ta sẽ được 16 giờ. Còn 15 phút này ta sẽ giữ nguyên và viết lại thôi. Ta vừa thực hiện xong phép nhân 3 giờ 15 phút nhân với 5 và ta được kết quả là 16 giờ 15 phút. Như vậy mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường hết 16 giờ 15 phút. Trong ví dụ 2 này thì cách nhân số đo thời gian với một số cũng tương tự như ví dụ 1. Bước 1 ta cũng đặt tính, bước 2 là thực hiện phép tính, nhân từng loại đơn vị từ phải sang trái. Nhưng kết quả phần số đo ở đơn vị phút lớn hơn 60, nên ta phải thực hiện thêm một bước là đổi sang đơn vị lớn hơn liền kề. Vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các em cách nhân số đo thời gian với một số qua hai ví dụ. Thế thì bạn nào có thể nêu cho cô cách tính nhân số đo thời gian với một số ta làm thế nào? Cô nghĩ có nhiều bạn đã nêu được rồi đấy. Muốn nhân số đo thời gian với một số, ta có thể làm như sau. Đầu tiên ta đặt tính, rồi nhân từng loại đơn vị đo. Cuối cùng đổi sang đơn vị lớn hơn liền kề nếu có. Các em hãy ghi nhớ kỹ cho cô rằng, nếu phần số đo với đơn vị phút hoặc giây lớn hơn hoặc bằng 60, đối với đơn vị ngày thì lớn hơn hoặc bằng 24, còn đối với đơn vị tháng thì lớn hơn hoặc bằng 12, ta cần phải thực hiện chuyển sang đơn vị lớn hơn liền kề nhé. Sau bài học này, các em đã nắm được cách nhân số đo thời gian với một số rồi đúng không nào? Các em hãy vận dụng để làm bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 135 và phiếu bài tập cô đã giao nhé. Cô chào các em.